Ám ảnh nhất là mỗi lần mà bên mình dọn kho và thanh lý tất cả những cái đồ cũ mà làm mọi người biết là một cái kho của mình hiện tại là cũng là thuộc dạng là kho lớn, mà lớn ở chỗ là mình nằm ở trong trung tâm thành phố chứ mình không có nằm ở ngoài vùng ven, cho nên là cái kho mình cũng không được quá nhiều, nhưng mà tất cả những cái đồ mang về rồi sử dụng tái đi tái lại rồi giống như đến một lúc phải bỏ đi á, là ngày hôm nay mình bỏ mọi người biết là một cái sản lượng, một số lượng rất là lớn kinh khủng luôn, giống như mình đã từng quay cho mọi người xem hết tất cả mọi thứ, thì bây giờ mình đang bỏ hết một đống đồ này đi ra, và mỗi lần mà dọn kho như thế này rất là mệt mỏi. Nhưng mà đặt ra câu hỏi là nếu mà không dọn thì rất là nguy hiểm, tại mùa này mùa cháy nổ hết tất cả mọi thứ, cho nên bắt buộc phải là thanh lý hết tất cả mọi thứ và huy động một lượng nhân viên rất là lớn mới có thể dọn được hết tất cả những thứ này. Và tất cả những cái đồ mà đã làm bỏ hết tất cả mọi thứ nó lại ra một cái lứa, nói chung là trung bình khoảng 1 đến 2 tháng là tiếp tục tái sử dụng ra những cái mẫu mới, rồi cuối cùng lại đập, mà mọi người biết là cái lượng sắt nó rất là lớn, làm xong rồi đập ra tất cả mọi thứ mới có chỗ để làm. Bởi vậy cho nên nói là làm cái nghề này là phải có kho bãi hết tất cả mọi thứ đó mọi người, thấy không? Trải dài hết từ đầu đường này qua đầu đường kia, mà cũng may là khu này cũng mọi người cũng hay thương cho mình để nhờ trước sân, chứ còn là cũng mệt. Coi như là cái nhà của mình là ngang khoảng 15m và trải dài hết nguyên một cái khu này qua từng nhà, nhà 10m, 15m, nhà 20m là nguyên một con đường luôn, coi như là độc chiếm luôn á. Mà may là ban đêm chứ ban ngày là chắc công an chắc tới đuổi bắt luôn, không thể nào để được. Cho nên là mọi người có thể thấy là làm dịch vụ thì cao cấp vậy thôi, nhưng mà tất cả những cái đồ mà làm nên cao cấp thì nó cũng phải từ sắt, từ đồ hết tất cả mọi thứ, để ngoài mưa rồi cũng sẽ xét hết tất cả mọi thứ. Tuy nhiên thì trước khi đi làm cho khách thì tất cả mọi thứ đều phải sơn phết lại, giảm vá lại hết tất cả mọi thứ, cho nên là mình hay nói câu là bên mình là ve chai bán cẩm lai. Cái nhiều khách nó đi nghe, ui nhìn em như cái vựa ve chai. Dạ đúng rồi, vựa ve chai, mà từ đó mà tạo nên những công trình và tác phẩm. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng với mình trong thời gian vừa qua để xem những clip chia sẻ về hậu trường nghề trang trí cưới cũng như là tổ chức sự kiện của công ty mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.